Trương Giang khoe ảnh xem show cùng con gái sau nhiều tháng xa nhà, Nhã Phương bị cho ra rìa. Vào tối ngày 19 tháng 9, chương trình truyền hình đáng trông chờ nhất mùa này Chơi Là Chạy đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Hòa trong không khí sôi động của khán giả, Trương Giang cũng đã dành thời gian xem lại màn thể hiện của mình trong Running Man Việt Nam. Trên trang cá nhân, Trương Giang chia sẻ khoảnh khắc cùng con gái xem TV. Có thể thấy trong ảnh, Mười Khó ăn mặc đơn giản, thoải mái, bên cạnh là bé Destiny. Đây cũng là lần hiếm hoi anh khoe công chúa với cự ly cực gần, thấy rõ cả mặt Destiny. Nam danh hài bày tỏ, cứ ba tí suốt ngày vậy đó. Theo đó, hai cha con cùng ngồi trên màn hình lớn để xem chương trình do anh tham gia. Đây là lần đầu tiên Trường Giang đến với Running Man bản Việt và Mười Khó có ngày fan ruột. Mỗi khi thấy ba trên màn hình, Destiny lại liên tục gọi ba tí, ba tí. Hình ảnh cô bé ngồi gọn trong lòng bố Trường Giang khiến khán giả phải suýt xoa vì quá đáng yêu. Nhiều khán giả cho rằng, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn thấy được dáng vẻ cha nào con nấy của Trường Giang và bé Destiny. Không chỉ có vóc dáng nhỏ bé mà dáng ngồi của cặp cha con này được nhận xét là như đúc từ một khuôn. Sau hơn 2 tháng xa vợ con, Trường Giang lần đầu khoe luôn khoảnh khắc thấy rõ mặt của con gái. Không hẳn 100% nhưng người hâm mộ cũng nhận ra phần nào diện mạo của nhóc Ti. Công chúa có sống mũi khá cao, dáng người mảnh mai như Nhã Phương, mắt to và đặc biệt mái tóc khi nào cũng được cột đuôi gà. Nếu vậy, vẫn muốn bảo vệ hình ảnh của công chúa nên vợ chồng Nhã Phương không đăng tải quá rõ mặt của bé. Ngoài diện mạo nhóc Ti, nhiều khán giả nghĩ ngay đến việc nữ diễn viên ra rìa. Ngày nào còn là người phụ nữ đặc biệt của chồng, nay lại phải trở thành người quay hình cho hai cha con thân thiết. Có thể thấy con gái rất gần gũi và quấn quýt với bố. Điều này cũng không khó hiểu khi Trường Giang đã ở xa vợ con suốt một thời gian qua. Theo đó, trong một chuyến về quê nhà Đồng Nai để thăm bố ruột, cùng lúc đó thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19. Vì thế mà nam danh hài vô tình bị kẹt lại, sống xa vợ con suốt nhiều tháng. Sau chuyến làm việc trở về từ Hàn Quốc, Trường Giang mới được tụ họp với Nhã Phương và con gái. Khoảnh khắc cha nào con nấy của Trường Giang và Destiny nhận về nhiều lượt bình luận xích xoa từ cư dân mạng. Coi Trường Giang trong Running Man mà cười xỉu. Anh Giang với bé Destiny dễ thương quá. Nhìn cái dáng là biết con ai liền à. Destiny ngồi cưng ghê, nhìn y chang anh Giang vậy á. Anh Giang ôm con gái nhìn cưng quá. Trường Giang và Nhã Phương là ông bố bà mẹ nghiện con, hay khoe hình ảnh thế nhưng họ lại quyết giữ kín khuôn mặt của cô bé. Dẫu thế khán giả vẫn có thể bắt gặp được nhiều khoảnh khắc siêu ấm áp và dễ thương của cha con Mười Khó. Nam danh hài dù bận rộn nhưng dành thời gian rất nhiều cho việc chăm sóc con cái. Chính vì thế mà cô bé Destiny cũng đặc biệt quấn quýt với bố. Những khoảnh khắc đưa đón đi học, vui chơi tập thể dục, học cùng với Destiny, Trường Giang đích thị chính là một ông bố cuồng con của showbiz Việt. Trong những khung cảnh chung, có thể thấy bé Destiny như đúc từ khuôn với Trường Giang thì có vóc dáng nhỏ nhắn cùng với dáng đi, dáng đứng. Cách đây không lâu, trong clip Trường Giang chơi đùa cùng con gái, khuôn mặt của bé Destiny vô tình được lộ một nửa. Dù chỉ quay vội về phía camera trong phút chốc, thế nhưng khán giả vẫn có thể thấy được cô bé này mang rất nhiều nét đẹp từ mẹ và cả bố. Kể từ khi sinh con đầu lòng, tổ ấm của Trường Giang và Nhã Phương dường như luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Việc bảo mật mọi thông tin chính là điều họ muốn làm để tránh thị phi tối thiểu nhất cho cô bé. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại Giang nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!